Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Ngân Trần US nha. Ngày gặp lại bớ bà gạo. Đây bên ngoài ha. Đây bên ngoài. Hôm nay gạo đi hái cherry với ông bà, với bà nội, với bà ngoại luôn. Dễ thương quá. Gạo. Đúng rồi, đếm này đắt cho nó đi đòi nó. Gạo ơi. Gạo. Kè. Má mi kêu kìa. Hai. Trời ơi kêu nó hai đó. Chua mỏ. Nó hả miệng ra dễ chua quá. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi hái cherry cùng mình nha. Thì mỗi năm á, là khoảng vào tháng 5 hàng năm á, thì cái vườn cherry người ta sẽ mở cho mọi người đi hái, đi thu hoạch nha mọi người. Thì hôm đó mình đi á, thì trời nắng nóng, vào ngày thứ tư nên vắng lắm mọi người. Ok, mọi người theo chân mình nha. Từ nhà mình đi chỗ vườn cherry á, thì mất khoảng 15 đến 20 phút nha mọi người, cũng gần lắm. Và mọi người nếu mà rảnh đi á, thì đi những ngày trong tuần á, thì nó sẽ vắng hơn, nó sẽ bớt đông hơn và có nhiều chỗ đậu xe hơn là cuối tuần. Cuối tuần thì nó đông. Đây là cái xe mà người ta chở nông sản á mọi người, cái xe rất là to luôn. Đây là con đường mình đi hái cherry nha. Ở phía xa kia thì có cái dãy núi rất là cao luôn mọi người. Không biết trong đây nó nhìn nó thấp như ở ngoài, nó rất là cao luôn á. Đây là giống như là kiểu vùng quê luôn mọi người, vùng quê mà người ta trồng nông sản á. Bên đường á là mình không biết cái cây gì nhưng mà nó mới một dãy màu xanh, nhưng mà người ta trồng rất là nhiều luôn nha, không phải là chút như ở Việt Nam mình. Thì nó trồng rất là kiểu như chạy hả chắc mấy km luôn á. Đây, cái con đường này nó sắp sửa vào tới rồi. À, mình tới rồi mọi người ơi. Nhìn mọi người nhìn trái cherry không? Rất là tươi xanh. Có chỗ này nó hơi đỏ nè, còn có cây ấy, thì nó đỏ đậm luôn mọi người. Rất là ngọt luôn. Rất là tươi mát, rất là nó mình thích đó, là mình thích đi hái là nó tươi mọi người, mình để trong tủ lạnh khoảng 2-3 tuần, 1 tháng luôn nó vẫn giòn. Nên mình rất là năm nào mình cũng muốn đi hái hết trơn á. Tự tay mình hái nó ngon đó, mọi người. Nó với lại mình lựa được trái nào to, trái nào ngon, ngọt nữa, không có bị dập nữa mọi người. Chụp hình cái chụp hình sống ảo cái. Wow, cái này nhiều quá thế. Anh phải ba lô đó đi. Chính là ngon lắm á. 95 á. Mới chai nước à má. Ông mày đem ba lô nguyên cái gì vậy? Cái gì sao thẹo buồn hiu vậy? Hả? Vui không? Sách cái gì cũng dễ. Kiếm cái chỗ nào sai trái. Ừ. Ok quá. Ghiền. Ngọt quá rồi. Hả? À cô chai nước này rửa nè. Cô lấy rửa ăn. Chai nước rồi đó. Ngọt quá trời luôn á. Ngọt không? Ngọt quá. Ngọt mới ngon á. À rửa đi, rửa nè. Ấy vậy. Ấy. Để cho chỗ nào mát cho nó được. Chim cút luôn. Bà ngoại ngồi hái luôn nè. Trời ơi, đã lắm mọi người ơi. Oh my god. Gáo lại, lấy ra gáo. Cho gạo xuống xe hái xíu đi ha, được không? Cho nó xuống hái nha. Khoan, bà ngoại chừa cái này cho gạo hái rồi mày. Ừ, lại đó nè, nè. Cho này phải không? Hái ít thôi. Hái cho đủ được. Bà ngoại quay cho con chút coi bà ngoại. Wow, đã nè. Rồi gạo lại đây, bà mẹ nhắc lại để hái sáng nha. Để hái sáng nè. Gạo bà ngoại quay cho con với bà ngoại với gạo nè. Gạo ăn cherry trước rồi. Có chừng hột, lấy hột ra chưa? Cho gạo đứng ở đây hái nha. Nè. Đứng chụp hình cho gạo nè. Wow. Hái hái là bút bự nữa. Chứ không muốn nhỏ. Wow, gạo hái vừa bỏ vô thùng gạo, rồi bỏ vô thùng. Giỏi quá. Rớt hay là nó bị. Vỗ tay luôn rồi hái tiếp xuống đây, hái tiếp. Xuống đây hái tiếp rồi mày bỏ vô thùng nha. Trời ơi. Giỏi quá nè, để hai tay bẻ vô lại nó lên. Đúng rồi. Giờ đi hái cherry nè mọi người ơi. Giờ đi hái cherry nè cô chú ơi.
tay. Cái này màu vàng nè. Vỡ tay. Trời ơi, vỡ cái gì ta. Thôi luôn, thôi chụp hình cho em. Mượn đi. Đây, đây, đây. Chụp hết cho em với gạo nha. Đây. Trời ơi. Hái đi, hái ra đây nè. Ừ, đây nè gạo. Ngon không cô? Nè ạ. Ờ, hái bỏ vô nha. Rồi, bỏ vô, bỏ vô. Rồi. Trái trái nào, cái trái trái nào, trái cherry đâu. Con lấy nè, ừ, bỏ vô thùng. Giỏi quá vậy. Nè, bên đây quá trời nè gạo, bên đây nè. Qua đây đứng nè con. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, ừ, hái. Ừ, bỏ vô thùng. Bỏ vô thùng, bỏ vô thùng. Ừ, bỏ vô thùng, bỏ vô thùng. Ừ, đây nè. Bức nha. Wow, giỏi vậy. Cho bá hả? Ừ. Rồi, bỏ vô. Hắn đi, nước đi. Không bóp vô. Ừ. Bức nó cho bà bả đi. Nè, bức cho bà bả. Ừ. Nè, bà thấy chắc còn bức nè. Rồi, bức vô. Ừ. Bức ra. Wow, giỏi gì. Rồi, bỏ vô đây, bỏ cái thùng. Rồi. Đây nè mọi người ơi, bên đây có mấy cái nhánh này á, nó đỏ đậm luôn mọi người. Cái vườn này á, giống như là người ta mới mở để cho khách vào để hái mọi người, cho nên còn rất là nhiều luôn, rất là nhiều, với lại cây thấp nữa, các bé hái rất là dễ. Bà ngoại. Bà ngoại. Wow. Bà ngoại làm khỉ leo cây rồi. Dạ. Bà gạo nè. Làm khỉ leo cây mới bẻ được được ngon. Ở dưới đâu có ngon đâu. Chim môn leo cây bẻ cái châm hồi một cái bò ấy. Mình mang theo nón lá đem từ Việt Nam qua, nhìn một phát là ha, biết người Việt liền hả mọi người. Đi đâu mà có nón lá là chỉ có người Việt Nam thôi. À lâu lâu mình cũng có thấy những người Mỹ, người ta cũng có đội nón lá, chắc là đem từ Việt Nam qua hoặc là người ta đi du lịch tới Việt Nam á. Đây này mọi người ơi, nhìn thích quá trời luôn. Rất là đỏ đậm luôn mọi người, tươi mát luôn. Thì cái vườn này á, nó thấp với mọi người, cho nên những em bé hái rất là dễ luôn. Có những vườn á, cái cây nó cao lắm. Hồi năm ngoái mình đi á, là cái nó không có nhiều trái mọi người. Năm nay thì rất là nhiều luôn. Hoặc là mình đi năm ngoái mình đi trễ quá, thành ra nó không có nhiều. Gạo rất là thích luôn. Lúc này á, là bơ cứ chưa có lại. Chút xíu nữa thì bơ mới lại. Gạo rất là thích luôn. Mê luôn mọi người. Nhưng mà đi một hồi nắng nóng quá mệt á. Cũng hơi quấy khóc một chút xíu. Đây ăn tới cái miệng dính quá trời luôn. Đợi bơ lâu quá. Thì tại vì nhà mình gần đó. Nhà bơ thì đi khoảng 1.5 tiếng hơn á mọi người. Cái gì đứng như trời. Khỏi ăn quá trời. Nắm đi. Cháu ơi. Mâm ngon ngon à. Tụi mình có mang theo nước để rửa uống luôn. Cái xô này của người ta mang theo nước rồi xong rồi hái xong rồi rửa uống luôn, à, rửa ăn luôn mọi người. Mình nói lộn. Ngày gặp lại. Ngày gặp lại bơ và gạo. Bơ ạ đi con. Nắm tay đi, nắm tay nha. Nắm tay chị đi bơ. Nắm tay chị gạo. Nắm tay em đi. Nắm tay chị gạo. Chị gạo, chị bé bơ. Chị gạo 2 tháng, lớn hơn được 2 tháng. Đi, qua đây, hôm nay nắm tay nhau nha. Ồ, tay mình mắc cầm rồi. Bơ. Về chị gạo cho kìa.
Đi rửa ra ăn. Bơ bơ gạo gạo, bơ bơ gạo gạo, dưới đây đi. Ở đây, bơ qua đây. Rồi năm rồi lại lên cái trái. Bơ qua các bạn héo héo héo. Cái gà. Gạo với Bơ được gặp nhau rồi nè, hai đứa chơi với nhau. Nghe gặp bạn kiểu mới gặp còn ngại ngại mọi người. Nhưng mà trước đó tụi mình Bơ với Gạo đã gặp một lần rồi. Đây là lần thứ hai. Vẫn còn ngại ngùng, chút xíu rồi mới quen. Ở đây ngồi cho mát nè con. Đi, hết sợ. Nhát nè. Nãy giờ nhiều nhiều đi, nói nhiều nhiều. Cái cây này nó vắng hả chị ha? Ở vườn này nó vắng. Hình năm ngoái chị đi hái cái này luôn. Vậy à? Ừ, còn năm kia thì hái cái đầu đằng kia. Em không nhớ chỗ nào chỗ nào. Mới mà chị. Nó năm ngoái chị hái này á, nhưng mà mọi người ơi, mình đi mình thấy cái cây này nó bị ngã xuống hay sao, hay là nó mọc, hình như nó bị ngã xuống nhưng mà nó vẫn mọc luôn mọi người. Nói chung là nó nằm sát đất luôn. Nhìn thấy tội ghê á. Nằm sát cái đất luôn. Nhưng mà trái rất là ngọt luôn mọi người. Bên đây à mọi người ơi, nó vẫn có cherry vàng. Cái này không phải là sống nha mọi người. Nó có loại này mà màu vàng á mọi người. Màu vàng rồi màu hồng hồng nữa. Nhưng mình không có thích màu vàng lắm. Đây nè, gia đình bỉm sữa mọi người. Đây mệt rồi uống sữa thôi. Gia đình bỉm sữa đi hái cherry. Đây nè, mình về tới nhà mọi người ơi. Đây là kết quả thu hoạch của mình. Cherry hôm nay, à mình tới đó mua là 4 đồng 1 pound á mọi người. Đây mình mua hết 80 đô. 80 đô. Nói chung là về với lại mình cho người này người kia nữa, cho nên nó cũng không còn nhiều. Mình để ăn cả tháng luôn mọi người. Rất là giòn luôn mọi người. Nhìn rất là ngon luôn. Hấp dẫn quá đi. Thì mình hái ở vườn á, mình ăn thoải mái nha mọi người. Mình ăn tự do, chừng nào no thôi, khi nào ra thì người ta tính tiền. Còn ở trong đó mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Mình ăn tới hả, đi cầu trái cherry luôn mọi người. Nè. Đâu, con nào đó, nói đi. Ờ, con này là con này. Thì con đó nè. Con này đâu, con này đâu, con này đâu. Nghèo đâu mình lọc cái khác. Bơi đâu bơ? Bơi đâu? Mình phải nói con cá rồi nói đi. Cá. Ờ cá. Chỉ có vậy thôi à. Kêu cá, nói đàng hoàng. Cá. Nói đi. Cua. Cua, nói đi. Bình thường á cũng hay nói mà nhiều khi có nhiều người nó bắt cỡ á. Mà bà Bơ chịu nói. Bà Bơ thì nguyên bộ sưu tập này thì ở nhà có đầy đủ rồi. Thì mẹ. Chỉ mẹ đi, chỉ mẹ đi, con bò đâu. Bò chỉ chị gạo nè, bò đâu. Ôi, té. Cá đâu? Cá. Bơ nói cá đi. Đâu, dặn con bò đâu chỉ mẹ đi. Bơ. Bò đâu kìa, chỉ gạo kìa. Ờ đúng rồi. Nè, bơ giỏi lắm á. Voi. Voi đâu chỉ mẹ? Gà đâu? Gà đâu? Gà đâu rồi? Chắc trên xe. Đôi mà. Chưa gì mới đụng cái à. Hôn đi, phải hôn gạo miếng. Không có biết mà đó. Lớn ông để lớn. Ông đi ông bạn đi. Ông bạn đi gạo, ông Bơ đi. Ông em đi. Vâng. Yêu. Mọi người ơi, mình có một cái cây ấy hộp cherry ra mọi người. Đây mình để cái hộp vào. Để cái hộp vào đây. Xong rồi mình bấm cái bụp. Để cái hộp hãy ra nè. Để cái hộp hãy ra nè. Đây. Nó cứng. Đó, cái hộp sẽ chạy ra. Và mình có một cái trái hộp ra.
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Mình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình nha. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.